Bắt sau cái này các anh chị em mà có đầu cầu, có lẽ tôi sẽ vào luôn cái phần tổng quan về cái thực trạng của viêm gan C tại Việt Nam và cái tình hình đồng nhiễm viêm gan C và HIV cũng đang là vấn đề rất nổi cộm trong quá trình thực hành lâm sàng hiện nay ở các bệnh viện, và để chúng ta có cái nhìn tổng quát, và sau đó thì bác sĩ Nguyên Huyền sẽ cập nhật cái vấn đề điều trị Việt Nam hiện nay với viêm gan C cũng như là viêm gan C. Như chúng ta đã biết thì trên toàn cầu viêm gan C thì có ghi nhận hiện nay chúng ta có khoảng 130 cho đến 180 triệu trường hợp viêm gan C trên phạm vi toàn cầu, và những cái nơi có cái tỷ lệ mắc viêm gan C cao nhất là nằm ở Hy Lạp với chiếm tới 22% dân số, ở Trung Quốc và Pakistan chiếm khoảng 3% dân số. Nghiên cứu ở Anh, Pháp, Ấn Độ thì cũng chỉ ra rằng viêm gan là viêm gan C thì cái đồng nhiễm viêm gan C và HIV cũng là vấn đề rất lớn, đặc biệt là trong cái nhóm nghiện chất ma túy, có thể từ 82 cho đến 93% người trong nhóm này là bị viêm gan C, đồng nhiễm viêm gan C và HIV. Thế và cái lây này chủ yếu là qua cái việc tiêm chích ma túy, thế còn những cái lây mà qua đường quan hệ tình dục không an toàn thì cũng khoảng dưới 10% trong cái nhóm có hành vi vi cơ cao này. Như các anh các chị đã biết thì ngay trong năm 2015, trong số hơn 130 đến 180 triệu người nhiễm như vậy thì đã ghi nhận tới hơn 1,3 triệu người tử vong do viêm gan, mà hầu hết là chết do xơ gan chiếm tới 720.000 trường hợp, hoặc là ung thư gan chiếm tới 470.000 trường hợp liên quan đến viêm gan C và viêm gan B. Trong đó thì người ta ước tính có khoảng 71 triệu người bị mắc viêm gan C ở nước ta. Thì sau một cái điều tra ngắn nhỏ và làm cái những ước tính và dự báo kết hợp giữa Bộ Y tế và Tổ chức Y tế Thế giới vào năm 2015-16, thì chúng ta ước tính Việt Nam sẽ có khoảng 1 triệu trường hợp viêm gan C vào năm 2019, với cái tỷ lệ viêm gan C ở trong quần thể dân chúng của chúng ta là khoảng 1,8%, và cái tỷ lệ này có thể thay đổi tùy từng tỉnh và từng vùng miền. Và cũng dương riêng cái nhóm mà nghiện ma túy thì có thể 50 đến 70% là bị viêm gan C, và những người đồng nhiễm cũng là viêm gan C và HIV thì chiếm khoảng 26 đến 44% của trường hợp nhiễm HIV thì có đồng nhiễm với viêm gan C. Thế thì cái như tôi đã nói đấy, thì cái tỷ lệ viêm gan C ở Việt Nam thì thay đổi rất nhiều ở từng tỉnh, vì có tỉnh thì đông dân số, có tỉnh thì ít dân số, và tỷ lệ cũng rất khác nhau qua các điều tra. Nhưng mà tổng thể lại nhìn trên phạm vi của hai đầu đất nước thì chúng tôi thấy rằng ở các tỉnh phía Bắc thì tỷ lệ nhiễm có vẻ thấp hơn, là từ khoảng 0,38% cho đến 1,7%, nhưng ở các tỉnh phía Nam thì tỷ lệ nhiễm cao hơn, từ 1 cho đến 4,03%. Trong đó thì cái nhóm nghiện chích ma túy thì chiếm, thì cái nhóm này thì tỷ lệ nhiễm là khoảng 31 cho đến 97,2%. Có những nơi ví dụ như chỗ Quảng Ninh, Hải Phòng, nơi mà trước đây có cái số người nghiện chích ma túy cao, thì những nơi đó tỷ lệ viêm gan C cũng rất cao. Thế và những cái trường hợp nghiện chích ma túy mà chúng tôi xét nghiệm đấy thì tại OPC của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì chiếm khoảng 32,4% những người HIV nhưng mà có kèm theo cả HCV. Ở Quảng Ninh thì cái tỷ lệ này cũng khoảng 33%. Thế và qua các điều tra thì các cái tỷ lệ hiện nhiễm của các cái trường hợp bị viêm gan C đối tượng dân chúng, thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ nhiễm cao nhất ở trong cái nhóm người nghiện chất ma túy. Chúng ta có thể nhìn thấy cái biểu đồ các hình xanh xanh này, trong cái năm 2000 năm 2010 thì cái nhóm này rất là cao, nhưng mà sau năm 2010 thì cái lây hoặc là cái tỷ lệ mắc nhiễm của viêm gan C trong nhóm nghiện chất ma túy đang có chiều hướng giảm xuống, nhưng mà giảm chưa sâu. Có cái hiện tượng này là bởi vì là sau năm 2010 chúng ta đã có những cái thắng lợi đáng kể, những
thành công đáng kể trong vấn đề tổ chức điều trị, đặc biệt là có cái hướng dẫn chẩn đoán, bắt đầu xây dựng hướng dẫn chẩn đoán điều trị và bắt đầu thí điểm cho một số tỉnh. Sau đó đến năm 2013 thì Bộ Y tế bắt đầu ban hành cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị viêm gan C, và đặc biệt là trong đó có cái việc điều trị HIV và viêm gan C. Và sau đó thì đến năm 2016 chúng ta lại cũng đã có cái review lại để mà cập nhật, và đến bây giờ thì thế giới cũng đã có nhiều thuốc để chúng ta có thể cập nhật. Và vừa rồi thì chúng tôi cũng đã cập nhật xong được cái chẩn đoán và điều trị viêm gan B, và sáng ngày mai thì chúng tôi sẽ cập nhật vấn đề này. Nhưng mà viêm gan C thì do đáng nhẽ là ngay sau viêm gan B, nhưng mà vì là Covid cho nên là bị đình trệ. Và đến bây giờ thì qua các cái cuộc thảo luận ngày hôm nay, chúng tôi cũng sẽ cố gắng xin ý kiến thêm của các anh chị em ở các đầu cầu để chúng tôi có thể hoàn thiện cái bản draft mới và có thể trình Bộ Y tế ban hành trong thời gian sớm nhất để giúp cho cái việc cập nhật các cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị của các nước châu Âu, châu Mỹ cũng như của Amazon, đúng không ạ? Thế và cái thứ hai là cái nhóm nghiện chích ma túy này bắt đầu thay đổi cái hành vi sử dụng của họ. Trước đây thì họ kiêm chích dùng heroin là chính, cho nên là cái tỷ lệ lây HCV cũng như HIV khá cao. Thế nhưng mà bây giờ đấy thì người ta bắt đầu đổi dần sang dạng thuốc uống, mà chủ yếu ở đây là thuốc lắc, rồi các cái thuốc ATS, đúng không? Ma túy tổng hợp. Và khi chuyển sang thuốc uống như vậy thì bắt đầu nó băng hoại cái não bộ nhiều hơn, những cái hành vi nguy cơ và gây ra tội ác hoặc là tội phạm nó cao hơn. Và bởi vì trước đây đấy khi họ nghiện heroin thì họ phải đi ăn cướp, đi ăn trộm để có tiền để mua heroin. Còn bây giờ thì gì, ban đầu trước khi họ dùng thì không phải những cơn tràn thuốc, mà họ phải dùng cái thuốc lắc, và sau khi dùng rồi thì bắt đầu mới là gì, chiêu diêu trong cái hoang tưởng, và lúc bấy giờ mới lại đi gây án. Và như vậy thì nó hung dữ hơn rất là nhiều. Và chúng ta đã nghe trước đây với heroin thì chúng ta chỉ thấy là chỗ cắm là chính, còn bây giờ là giết người như là kim chi bảnh, thì chúng ta thấy là một cái mà bất lợi cho cái công cuộc phòng chống ma túy. Nhưng mà riêng về bệnh tật thì rõ ràng nó đang giảm dần cái lây qua đường máu, với cái việc sử dụng chung đường tiêm thì bây giờ bắt đầu nó chuyển dần sang cái lây qua đường tình dục. Nhưng mà lây qua đường tình dục thì các chị biết là tỷ lệ của nó không cao, dưới 10% thôi. Và như vậy thì nó vẫn có cái nguy cơ, nhưng mà nó thấp hơn nhiều so với lại nhiễm chích ma túy. Thế và cái tỷ lệ xét nghiệm viêm gan C, kháng thể HCV dương tính đấy, giữa những người quần thể người lớn thì chúng ta thấy rằng lây tỷ lệ này chúng ta thấy nhìn thấy cao nhất là những cái năm mà chúng ta bắt đầu xử lý và phải đưa vào tổ chức triển khai các cái hoạt động cai nghiện ở trong các cái trung tâm cũng như là tại cộng đồng. Thì năm 94 thì chúng ta sàng lọc thì tỷ lệ rất là cao, nhưng sau đó thì chúng ta thấy dần dần các tỷ lệ cũng thấp đi. Và cái này thì như tôi vừa trình bày rồi. Và trong cái nhóm ma túy thì chúng ta thấy rằng giữa năm 2008 và 2010 thì tỷ lệ là cao nhất, là chiếm tới gần như 100%, có những lúc là tới 98%. Những người nghiện chích ma túy này thì có cái biểu hiện của viêm gan C, có bị nhiễm viêm gan C. Thế nhưng mà sau đó thì cái khoảng thời gian từ 2010 đến 2020 thì chúng ta thấy rằng bắt đầu nó có sự giảm xuống đáng kể do cái thay đổi hành vi sử dụng ma túy của họ và những người nghiện chích. Thế và trong số những cái bệnh nhân nhập viện với nhiều lý do khác nhau thì chúng tôi cũng có làm cái đối chiếu báo cáo từ các cái bệnh viện về tỷ lệ những người bị viêm gan C được phát hiện. Thì chúng tôi thấy rằng là trong các cái nhóm này thì cái tỷ lệ nhiễm viêm gan C, mắc viêm gan C cao nhất ở cái nhóm mà lọc máu, đặc biệt là nhóm lọc máu có chu kỳ. Thì cái này là một cái mà cũng đáng báo động, là bởi vì cái lọc máu của Việt Nam nó hơi khác một chút, do cái việc sử dụng quả lọc của Việt Nam nó khác với ở nước ngoài. Ở nước ngoài thì người ta chỉ lọc dùng quả lọc một lần rồi người ta bỏ, đúng không? Còn của chúng ta thì bảo hiểm y tế là gì, chi cho mỗi một quả lọc như vậy thì phải dùng 3 lần. Đấy, nhưng mà 3 lần đấy là không chỉ cho một người mà là có thể dùng cho 3 người khác nhau sau khi có rửa quả lọc. Chính như vậy cho nên cái nguy cơ lây qua đường máu ở những người lọc chạy thận nhân tạo này là rất là cao. Và cái nhóm thứ hai vẫn tiếp tục là cái nhóm đồng nhiễm với lại HIV và các cái trường hợp các cái bệnh lý gan khác thì có màng mắt thì người ta cũng làm xét nghiệm. Và như vậy thì chúng ta thấy rằng nổi trội qua các cái kết quả xét nghiệm và báo cáo về viêm gan C ở các bệnh viện thì chúng ta thấy cái thực trạng nó như vậy. Cho nên là rõ ràng từ cái điều tra thực trạng này thì cái việc mà áp dụng các biện pháp dự phòng trong cái an toàn chạy thận nhân tạo là điều rất quan trọng. Thế còn về sinh học phân tử thì phải nói rằng thế giới hiện nay đang ghi nhận 6 cái genotype của HCV. Thế và chúng tôi cũng đã làm
cái điều tra về sinh học phân tử ở các cái đơn vị, thì chúng ta thấy rằng ở Việt Nam chúng ta trội bật lên là các cái genotype 1, trong đó có 1A, 1B chiếm tới gần 50%. Thế còn cái genotype 6 thì chúng ta có gần 40%. Còn chúng ta ở đây thì không có cái genotype 4 và 5. Tuy nhiên thì vừa rồi có sàng lọc lại một số các trường hợp đến điều trị thì chúng tôi cũng phát hiện ra một số có genotype 4 nhưng mà tỷ lệ rất là thấp. Còn ở Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa thấy cái genotype 5. Tất nhiên cái genotype này thời kỳ đầu với sự ra đời của một số thuốc DAA thì có một số thuốc thì tập trung điều trị cho genotype 1 hoặc là genotype 6, một số thuốc thì tập trung cho genotype 3. Thế còn bây giờ thì rất mừng là các hãng dược, đặc biệt là Redip cũng đã đưa ra thị trường những cái thuốc mà có tác dụng với tất cả các cái genotype. Tuy nhiên thì rõ ràng là có tác dụng với tất cả các genotype thì cái nguy cơ bị đề kháng sẽ xuất hiện nhanh hơn. Và đấy thì theo như kinh nghiệm với dùng các thuốc mà trên diện rộng, và nếu mà tập trung vào một genotype thì cái hiệu quả nó sẽ được kéo dài hơn. Tuy nhiên thì tổ chức y tế thế giới thì thấy rằng nếu làm genotype như thế này thì cũng không phải là chỗ nào cũng làm được. Đấy, và cần phải có những cái trang thiết bị kỹ thuật hiện đại và phải có đào tạo nguồn nhân lực để thực hiện việc này. Cho nên là với cái tính cách gọi là cấp tiếp cận cộng đồng, đấy, được nhiều người được tham gia điều trị mà chỉ cần có xét nghiệm anti-HCV dương tính thôi. Đấy thì tổ chức y tế thế giới cũng khuyến cáo là với các nước có nguồn lực hạn chế nhưng mà đang phát triển và có số lượng người nhiễm người mắc viêm gan C cao thì có thể ứng dụng cái việc mà điều trị bằng các cái thuốc mà dùng cho tất cả các genotype. Mặc dù là có thể chấp nhận một tỷ lệ nhất định và nó kháng thuốc nhưng mà rất khó cho chúng ta, ví dụ như bài học từ UC Previa, khi mà chúng ta dùng cho tất cả các genotype như vậy thì chỉ trong vòng một năm nó đã bị kháng, và như vậy thì khi đã kháng thì buộc phải bỏ. Không biết là nó kháng với cái genotype nào kháng, cho nên chúng ta đã bỏ luôn cái thuốc đó. Và như vậy thì đến bây giờ cả thế giới cũng bỏ luôn, và như vậy thuốc đó chỉ có đưa ra sự thị trường sử dụng được có một năm thôi. Nhưng bây giờ chúng ta mong muốn với cái DA và tỷ lệ chữa khỏi rất cao thì trong vòng 12 tuần đấy, thì chúng ta có thể sử dụng những cái thuốc này, nhưng mà cần phải theo dõi. Tất nhiên thì không phải cho tất cả những người được tham gia điều trị, nhưng ở những bệnh viện đầu ngành thì chúng tôi vẫn cứ tiếp tục làm cái genotype này để có những cái dữ liệu quan trọng về mặt lâm sàng và xét nghiệm, để giúp cho anh em có thể biết xong là thuốc nếu đã kháng thì nó kháng với cái genotype nào kháng, để chúng ta vẫn còn có thể sử dụng những cái thuốc này để mà điều trị cho những bệnh nhân khác. Và với những kinh nghiệm mà chúng tôi cũng chuyển giao từ cái HPV sang, thế thì Việt Nam của chúng ta đến bây giờ những cái phác đồ bậc 1 rất là rẻ tiền với những cái thuốc mà thế giới bây giờ đã bắt đầu đổi sang dolutegravir, thì chúng ta vẫn có thể dùng các cái thuốc bình thường như là efavirenz hoặc là rivaroxaban để chúng ta kết hợp với 3TC hoặc là hidrobolin hoặc là TDF, thì chúng ta hoàn toàn có thể có rất có ý nghĩa để chúng ta điều trị, và cái giá thành điều trị cũng rất là thấp và hiệu quả điều trị cũng vẫn còn. Trong đó thế giới thì hầu như là người ta đã thực hiện sang các độ bậc 2, bậc 3, thậm chí bậc 4 rồi. Đấy là cái mà chúng ta lưu ý. Thế còn với cái diễn trình, tôi nhắc lại một chút về cái diễn biến lịch sử tự nhiên của viêm gan C. Đấy, thì đầu tiên là với những cái người bình thường, đúng không? Nhưng mà qua các hành vi của mình, đặc biệt là chúng ta biết được cái đường lây nhiễm của viêm gan C thì rất giống với viêm gan B và HPV, lây qua đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con. Tuy nhiên thì viêm gan C thì chủ yếu là lây qua đường máu, đấy là cái chúng ta thấy rất là rõ, đúng không? Và qua cái đường máu như vậy thì vậy thì nó giải thích tại sao cái nhóm mà có dùng chung bơm kim tiêm để tiêm chích này, rồi các cái tiếp nhận máu trong cái rồi lọc máu này vân vân, thì chúng ta có cái nguy cơ rất là cao. Và khi bị nhiễm như vậy thì sau giai đoạn của bệnh thì bắt đầu có những biểu hiện của viêm gan C cấp, nhưng phải nói rằng tới 95% cho đến 99% những trường hợp viêm gan C cấp là nó hầu như không có triệu chứng, nó khác hẳn với lại viêm gan B. Và như vậy cho nên là nhiều người bỏ qua cái giai đoạn viêm gan C cấp, và sau đó thì 6 tháng sau thì nó bắt đầu nó dần dần diễn biến thành cái viêm gan C mãn tính, và cái tỷ lệ diễn biến thành viêm gan C mãn tính của HCV rất là cao, có thể chiếm tới từ 80% đến trên 80% các trường hợp bị viêm gan C. Và khi ra diễn biến thành mãn tính như vậy thì nó sẽ tiến triển dần thành xơ gan với khoảng 20% cái số diễn biến này, và có nguy cơ ung thư gan từ 1% cho đến 4% hàng năm. Cho nên chúng ta thấy rằng cái tỷ lệ tử vong và cái hậu quả của viêm gan C là rất là cao. Đấy, cho nên chúng ta cũng cần phải đưa ra cái chiến lược để sàng lọc
ung thư gan sớm, đặc biệt là những người bị viêm gan C và kể cả viêm gan B. Thế và hiện nay thì vấn đề chẩn đoán viêm gan C của chúng ta rõ ràng là dựa vào lâm sàng thì quá là muộn. Phải đến giai đoạn sơ gan hoặc là có bệnh lý của gan thì bắt đầu nhập viện, thì bắt đầu bệnh nhân mới được làm xét nghiệm, và như vậy thì quá muộn để có thể can thiệp. Mặc dù là Hiệp hội Gan mật châu Âu, châu Mỹ cũng như là Tổ chức Y tế Thế giới đã đưa ra các cái tiêu chuẩn để mà điều trị bằng BAA kể cả cho những người đã sơ gan. Và lát nữa thì lần sau thì bác sĩ chúng ta Nguyên Huyền sẽ trình bày cái tập này. Nhưng mà rõ ràng để mà tầm soát và sàng lọc chẩn đoán được sớm, và với vai trò của BAA chúng ta hoàn toàn có thể chữa khỏi được viêm gan C. Còn điều mà cách đây 5 năm cho đến 10 năm trước thì chúng ta hầu như là trong mơ, nhưng mà bây giờ thì hoàn toàn chúng ta đã đạt được cái hy vọng rất là tốt để có thể thanh toán được cái viêm gan C này nếu như chúng ta tầm soát và điều trị sớm cho tất cả những người phát hiện viêm gan C. Đấy là cái điều quan trọng. Còn vậy cho nên cái vai trò của phòng xét nghiệm hiện nay đóng vai trò rất quan trọng để mà giúp cho cái việc chẩn đoán sớm những trường hợp viêm gan C, và chúng ta có thể đưa lồng ghép cái việc sàng lọc tầm soát viêm gan C và B vào trong tất cả những cái hoạt động khám chữa bệnh, đặc biệt là khám bệnh sức khỏe định kỳ. Cho nên hiện nay thì chúng ta rất nhiều các cơ quan xí nghiệp, các cái doanh nghiệp đều có lịch để khám sức khỏe định kỳ. Thì theo cái chế độ của từng cơ quan xí nghiệp thì có thể 6 tháng kiểm tra một lần hoặc ít nhất là 1 năm một lần, thì chúng ta có thể đưa cái này vào. Và cái việc đưa được cái ý tưởng là sẽ sàng lọc viêm gan C thông qua việc xét nghiệm này sẽ rất là hữu ích. Nếu như tất cả các anh chị em đang ngồi ở các đầu cầu đều có những ý kiến xác đáng tư vấn cho các bệnh nhân, để cho những người mà đi khám sức khỏe, bởi vì khám sức khỏe là họ phải đến cơ sở y tế, đúng không? Chúng ta có thể tư vấn cho một cái gói xét nghiệm này. Thật ra thì giá thành không phải lớn nhưng mà hiệu quả đạt được và cái lợi ích cho người bệnh rất cao, cũng như là cho cái chương trình phòng chống viêm gan trong cộng đồng rất là tốt, đúng không? Thế thì hiện nay trong cái labo thì chúng ta vẫn ưu tiên số 1 là phải phát hiện viêm gan C trước bằng cái anti HCV. Thì cái này thậm chí là rất nhiều huấn luyện cũng đã có thể làm được rồi, là cái cơ thể đến tiến tỉnh thì người ta làm được 100%. Tuy nhiên thì đo cái tải lượng virus hoặc là làm chirothai thì cái này thì có thể tập trung được ở những cái bệnh viện tuyến cao hơn, đặc biệt là tuyến cuối, tức là tuyến trung ương thì chúng ta làm được. Thế còn xác minh những có bị tổn thương gan hay đang viêm gan hay không thì chúng ta làm ALT, AST thì bệnh viện cũng làm được rồi. Cho nên là hai cái chỉ số anti HCV và ALT này, cái men enzyme gan này là chúng ta hoàn toàn có thể sàng lọc rất sớm. Đúng không? Bên cạnh đó, những cái trường hợp mà đã khẳng định có viêm gan C rồi thì có thể giúp ích cho cái việc mà phát hiện những cái giai đoạn tiến triển của viêm gan C dựa trên cái lịch sử tự nhiên như tôi vừa trình bày, thì chúng ta có thể làm thêm các chức năng gan, đặc biệt là albumin, để các yếu tố về đông máu. Và một số các bệnh viện tuyến cuối hiện nay ở tuyến tỉnh cũng đã có đặt được cái hệ thống máy Roten, và Roten như vậy thì sẽ giúp ích cho chúng ta phát hiện tất cả các cái yếu tố đông máu, đông cầm máu, và như vậy thì giúp cho cái việc xác minh cái mức độ suy gan. Và đặc biệt là ở những nơi có được cái máy FibroScan thì chúng ta có thể, hiện nay là tất cả các hiệp hội gan mật thế giới đều chấp nhận dùng FibroScan để xác định các cái mức độ sơ gan hóa ở những bệnh nhân viêm gan C. Viêm gan B thì hiện nay một số nước đã ứng dụng, nhưng mà chưa phải là tất cả những người viêm C thì toàn cầu đã ứng dụng FibroScan rồi. Và chỗ nào không có FibroScan thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng siêu âm, echography để chúng ta xem xét vấn đề về sơ gan. Và nếu như trước đây không có FibroScan thì rõ ràng việc chẩn đoán sơ rất là khó. Chúng ta phải làm công sông biopsy, tức là qua cái biopsy như vậy chúng ta mới phát hiện được cái giải sơ hoặc là cái mức độ của sơ. Thì bây giờ chúng ta hoàn toàn không xâm nhập nhưng vẫn biết được, và như vậy thì rất có ích cho vấn đề tổ chức điều trị và dự phòng cái tiến triển của sơ gan và sơ gan cho người bệnh. Thế thì về vấn đề được thì phải nói rằng ban đầu chúng ta hầu như là bó tay. Đấy, nhưng mà sau đó thì vẫn ra lời của anh Jack Ferron. Đấy, thì chúng ta ban đầu chủ yếu là dùng anh Jack Ferron được cơ bản thôi, và sau đó thì kết hợp với ribavirin. Và cái vai trò của ribavirin hiện nay vẫn còn là một cái thuốc rất hữu ích, đặc biệt là cả với những người có dùng DAA nhưng mà cái thải trừ hoặc là virus xuống dưới ngưỡng trọng. Đấy, hoặc là những trường hợp mà nghi ngờ có cái tái phát thì chúng ta có thể dùng kết hợp kể cả DAA với lại ribavirin, cũng vẫn là mang lại hiệu quả rất là tốt.
Và sau đó thì chúng ta có sự ra đời của cholesterol và một thời kỳ dài, ít nhất là trong 5 năm. Cholesterol cũng là một cái thuốc đáng được lựa chọn cùng với ribavirin, nhưng mà chúng ta biết rằng cholesterol thì tác dụng phụ rất nhiều, cho nên việc điều trị chúng ta phải tư vấn, phải theo dõi rất là vất vả. Nhưng mà từ khi bắt đầu ra đời của Bosibravir, như tôi đã nói, thuốc này chỉ tồn tại được có 1 năm thôi, thì chúng ta bắt đầu có những thuốc mới như Telaprevir, rồi cái này ribavirin, rồi đặc biệt là bắt đầu có sự kết hợp của rất nhiều thuốc đi với nhau, ví dụ như là kết hợp giữa Razoprevir với Enbasvir để chúng ta điều trị tập trung vào cái genotype 1, tức là cái một đấy, và nhất là ứng dụng cho những người mà bị suy thận, đang lọc thận, chúng ta không cần giảm liều, hiệu quả rất cao. Tiền chi phí thì cũng không phải là lớn, nhưng mà trong một thời gian rất buồn, vai trò cái thuốc này của MSC rất là tốt, thế nhưng mà sau đó thì Repatrie đấy thì không bán được ở Việt Nam, thì chúng ta lát nữa sẽ cùng với bác sĩ Lê Hiền tìm hiểu tại sao, đúng không? Nó do nhiều yếu tố, từ cá nhân bệnh nhân cho đến vấn đề bảo hiểm, vấn đề tiếp cận với thuốc, và sau đó thì hãng đã rút cái thuốc này khỏi thị trường Việt Nam. Nhưng mà thay thế vào đó thì chúng ta hiện nay có một thuốc rất là phổ biến, đó là kết hợp giữa Sofosbuvir và Nebivax, chúng ta gọi là Nebivax đấy, thì đang được dùng rộng rãi trên phạm vi toàn quốc. Nhưng mà mới đây thì Gilead với sự kết hợp của Gilead thì chúng ta cũng đang cho cái kết hợp, và hiện nay thì tất cả các kết hợp đang nhắm tới là việc điều trị cùng một lúc có thể dùng được cho nhiều genotype khác nhau như tôi đã nói. Thì hiện nay ở Việt Nam chúng ta cũng có đầy đủ các cái loại thuốc này ở tại Việt Nam, đặc biệt là dùng rộng rãi nhất hiện nay là Nebivax, và chúng ta đang có kết hợp của Enbasvir với này Sofosbuvir. Thì đây là cái mà hãng sẽ có những cái báo cáo về một số những cái thuốc mới hiện nay của Gilead đang phân phối tại Việt Nam để chúng ta có thể sử dụng và đưa các thông tin về thuốc cho các thầy thuốc. Nói tóm lại thì với HCV thì tỷ lệ mà chúng ta phát hiện thì có cái anti HCV dương tính trong người lớn ở Việt Nam thì cũng là nằm trong ngưỡng thấp, chiếm từ 0,17% cho đến 4%, thấp hơn ở miền Bắc và cao hơn một chút ở các khu vực phía Nam. Và trong cái nhóm mà có hành vi nguy cơ cao thì cái tỷ lệ rất cao ở trong cái nhóm mà diện trích ma túy, thế rồi bệnh nhân HIV đồng nhiễm với lại viêm gan C, hoặc là những người có bệnh gan mặt mà trước đó không biết, cho nên đến khi có dấu hiệu lâm sàng thì mới vào bệnh viện và được xét nghiệm thì mới phát hiện ra. Và đặc biệt là những người được chạy thận chu kỳ trong thời gian dài thì có tỷ lệ nhiễm cao hơn trong cái nhóm cộng đồng dân cư. Ở Việt Nam thì chúng ta trội bật giữa genotype 1 và genotype 6, thì cái này là chúng ta đã có khẳng định về mặt sinh học phân tử, và cái này đã đáp ứng được nhiều thuốc mà chúng ta khi dùng trên lâm sàng thì cũng nhằm chủ yếu vào cái genotype 1 và genotype 6 mà thôi, đúng không? Tuy nhiên thì genotype 3 lại là cái genotype mà thế giới đáng e ngại nhất, thì cái việc điều trị hiệu quả thấp hơn và dùng những DA cho genotype 1 và 6, đúng không? Thứ hai là cái nguy cơ sơ gan và ung thư gan ngày nay người ta được tập trung vào genotype 3 nhiều. Thì đấy là cái mà hơn nữa bác sĩ Huyền nói, Việt Nam chúng ta cũng có cả genotype 3, đúng không? Còn riêng Việt Nam hiện nay thì chưa thấy genotype 5, 4 thì có một vài trường hợp đã được phát hiện ở Việt Nam. Và bây giờ chúng ta bắt đầu có cái giao thương, giao lưu quốc tế, khi chúng ta mở rộng cửa thì tất cả các nhóm bệnh nhân vào Việt Nam với tất cả những hành vi của nhiều người, chúng ta mở rộng du lịch, mở rộng tất cả các hoạt động dịch vụ, trong đó có cả việc vui chơi giải trí, thậm chí là nhiều khi qua những dịch vụ như vậy thì những hành vi nguy cơ có thể là tạo cơ hội cho các genotype ở các nước khác có thể du nhập vào Việt Nam mà trước đây chúng ta chưa có, thì bây giờ chúng ta lại thấy xuất hiện. Đấy là những cái tình hình chung về cái tổng quát về cái viêm gan C tại Việt Nam. Chúng ta biết được là cái nguy cơ, ước tính, và chúng ta chuẩn bị một cái tinh thần cho cái việc điều trị. Và trước khi điều trị được thì đương nhiên phải sàng lọc, và hy vọng rằng với những cái thuốc mới và việc sàng lọc tốt, đặc biệt là các cơ sở y tế gắn kết với cái dịch vụ của mình và dịch vụ liên quan đến cộng đồng, cũng như trên fanpage của chương trình viêm gan hay bệnh viện trung ương, chúng tôi cũng đã tạo lập được, và qua cái chương trình truyền thông cộng đồng thì chúng ta sẽ giúp cho cả hai phía
giữa người thầy thuốc và những bệnh nhân có thể đến gần đến nhau hơn, để chúng ta làm cái sàng lọc, cái giám sát và cuối cùng là tư vấn để cho vấn đề điều trị. À, thì tôi xin kết thúc cái phần trình bày và tôi tại đây xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các anh chị em đã đọc cầu. Xin cảm ơn. À, có lẽ các câu hỏi và thảo luận thì chúng ta sẽ dành đến cuối buổi thế này. Em cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính ạ, người thầy của em. Em xin chào tất cả các anh các chị, các quý đồng nghiệp. Em xin được trình bày phần tập hợp điều trị viêm gan virus C 2020. Như mọi người đều biết thì các phác đồ điều trị viêm gan C trên thế giới mà bao gồm có của Hiệp hội Gan mật châu Mỹ, Hiệp hội Gan mật châu Âu của Tổ chức Y tế Thế giới, Hiệp hội Gan mật châu Á và của Bộ Y tế. Thế thì đối với Bộ Y tế và Hiệp hội Gan mật châu Á thì bản mới nhất là năm 2016, còn của Tổ chức Y tế Thế giới và của Hiệp hội Gan mật châu Âu thì năm 2018. Thế còn của Hiệp hội Gan mật châu Mỹ thì được cập nhật mới nhất vào tháng 6 của năm 2019. Và từ năm 2019 cho đến năm 2020 thì chúng ta cũng chưa có thêm một thông tin mới nào về điều trị viêm gan C do đại dịch COVID-19 đã lan rộng ra khắp thế giới. Thế thì đối với các phác đồ này thì đều đưa ra câu hỏi là tại sao chúng ta phải điều trị cho người bệnh viêm gan C. Thì việc điều trị viêm gan C sẽ giúp cho người bệnh trì hoãn tiến triển của sơ gan và từ đó dẫn đến giảm tỷ lệ ung thư tế bào gan, cải thiện chất lượng cuộc sống và cuối cùng là kéo dài thời gian sống, giảm tỷ lệ tử vong. Và cuối cùng mục tiêu điều trị chính đấy là giảm lây truyền. Do viêm gan C thì hiện tại chưa có vaccine điều trị, tuy nhiên việc điều trị viêm gan C thì có thể giúp làm giảm lây truyền HCV trong cộng đồng. Vậy thì những ai thì sẽ xét nghiệm? Thì thông thường thì theo Tổ chức Y tế Thế giới, em ơi kém quá không nghe tiếng đâu Huyền ơi. Các chị nghe rõ chưa? Các chị nghe rõ chưa? Bắt đầu rõ rồi. Cảm ơn. Dạ, vâng ạ. Vâng ạ. Vậy thì ai nên điều trị? Thì theo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2018, thì tất cả những bệnh nhân có nguy cơ thì chúng ta sẽ xét nghiệm anti-HCV. Và nếu những người bệnh có kháng thể anti-HCV dương tính thì chúng ta sẽ tiếp tục xét nghiệm và khẳng định kháng nguyên. Chúng ta có thể xét nghiệm bằng đếm tải lượng virus HCV-RNA hoặc chúng ta xét nghiệm kháng nguyên lõi HCV-Anticor. Nếu như người bệnh có cả kháng thể và kháng nguyên dương tính thì đây là trường hợp nhiễm viêm gan C. Còn nếu như người bệnh chỉ có kháng thể dương tính mà kháng nguyên âm tính, kháng nguyên có thể bằng xét nghiệm HCV-RNA hoặc HCV-Anticor thì đây là trường hợp không nhiễm viêm gan C hoặc đã từng nhiễm viêm gan C trong quá khứ và hiện tại là người bệnh không nhiễm. Thế thì chỉ định điều trị của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2018 là tất cả các bệnh nhân trên 12 tuổi có anti-HCV dương tính và HCV-RNA dương tính. Và các thuốc hiện tại thì không được khuyến cáo cho trẻ dưới 12 tuổi. Và chỉ có một vài thuốc DA được khuyến cáo trong nhóm từ 12 đến 17 tuổi. Thế
thì các thuốc kháng trực tiếp DAA, thực ra đây là tên viết tắt của tiếng Anh, còn tên tiếng Việt là các thuốc hoạt động trực tiếp chống lại virus viêm gan C, thì gồm có 3 nhóm phụ thuộc vào cơ chế hoạt động. Nhóm thứ nhất là nhóm ức chế protease NS3, mà tên của nó kết thúc bằng chữ Brevia, ví dụ như Garo Brevia chẳng hạn. Nhóm thứ hai là nhóm ức chế NS5B, tên của nó sẽ kết thúc bằng chữ Muvia, ví dụ như Sofosbuvir. Thực ra nhóm ức chế NS5B thì chúng ta chỉ có một thuốc thôi, đấy là Sofosbuvir. Và cuối cùng là nhóm ức chế NS5A, thì tên của nó kết thúc cuối cùng bằng Asvir, ví dụ như Daclatavir hoặc Felbatavir. Thì đây là những thuốc mà thuộc nhóm ức chế NS5A. Đây là bảng các anh chị có thể nhìn thấy là phân nhóm DAA. Ví dụ như NS5A chúng ta có Daclatavir, Elbatvir, Ledipatvir, Firenzavir và Velpatavir. Thế còn nhóm ức chế protease chúng ta có Glesabrevir, Glazobrevir, Cimetrovir và Voxilabrevir. Thì các anh chị sau này sẽ cố gắng nhớ các phân nhóm DAA này, bởi vì sau này chúng ta sẽ có rất nhiều phác đồ mà ghi là phác đồ chống kháng thuốc. Trong trường hợp mà bệnh nhân kháng thuốc thì mình chỉ cần nhớ là bệnh nhân của mình đã từng dùng phác đồ gì, phác đồ đấy có chứa những thuốc ức chế NS5A hay là nhóm thuốc đấy ức chế protease hay là thuốc hay là phác đồ có chứa sofosbuvir, thì từ đấy chúng ta sẽ có những phác đồ thay thế tương ứng cho những trường hợp mà bị kháng thuốc. Thì sau này các phác đồ đặc biệt là bây giờ ví dụ như đối với cả Hiệp hội Gan Mật Châu Mỹ thì họ đã đưa ra những cái phác đồ mà dành cho bệnh nhân kháng thuốc, thì họ cũng có những phác đồ, ví dụ như phác đồ dành cho những trường hợp mà người bệnh đã từng thất bại với phác đồ điều trị mà trong đó có thuốc chứa ức chế NS5A chẳng hạn. Thế thì đặc điểm của các phân nhóm DAA như thế nào? Thế thì đối với nhóm là ức chế protease thì hiệu lực diệt virus thì trung bình. Còn nhóm ức chế NS5A thì hiệu lực có hiệu lực diệt virus rất là cao. Còn nhóm NS5B thì có hiệu lực diệt virus là cao nhất. Thế còn về hàng rào kháng thuốc thì nhóm ức chế protease thì có hàng rào kháng thuốc thấp. Nhóm ức chế NS5A cũng vậy, có hàng rào kháng thuốc thấp. Thế còn nhóm NS5B thì có hàng rào kháng thuốc rất là cao. Và hiện tại thì chưa có ghi nhận trường hợp nào kháng với cả sofosbuvir. Sự kháng thuốc của nhóm ức chế protease thì có thể nhạt dần theo thời gian, có nghĩa là có thể mất dần theo thời gian. Nhưng đối với nhóm NS5A thì cái sự kháng thuốc này tồn tại rất là lâu. Còn nhóm NS5B thì lại chưa có kháng thuốc. Nhóm ức chế protease thì có khá nhiều tương tác thuốc với các cái thuốc khác mà người bệnh thường dùng kèm. Thế còn nhóm NS5A thì có tương tác thuốc ít hơn. Còn nhóm ức chế NS5B thì cũng có tương tác thuốc ít. Và một điều mọi người cũng cần phải ghi nhớ đấy là nhóm ức chế protease thì không dùng cho bệnh nhân sơ gan mất bù. Cái này là đặc điểm chung của nhóm ức chế protease. Thế thì các phác đồ điều trị được khuyến cáo thì sẽ có những phác đồ đặc hiệu cho từng kiểu gen và có phác đồ điều trị cho tất cả các kiểu gen. Ví dụ như là Elbatvir và Glazovir thì chỉ điều trị cho kiểu gen 1 và 4. Thế còn Ledipatvir và Sofosbuvir thì điều trị cho kiểu gen từ 1, 4, 5 và 6. Thế còn có những phác đồ dành cho tất cả các kiểu gen, ví dụ như sofosbuvir, velpatavir, sofosbuvir, daclatavir, glesabrevir và firenzavir. Thế thì hai cái phác đồ cuối cùng, glesabrevir, firenzavir, sofosbuvir, velpatavir và voxilabrevir thì hiện tại chưa có mặt ở Việt Nam. Tuy nhiên cái phác đồ cuối cùng ấy, mà phối hợp của ba thuốc ấy, thì sẽ chỉ dành riêng cho những trường hợp kháng thuốc. Thế thì nhiều phác đồ như vậy, vậy thì làm thế nào để chúng ta chọn đúng một phác đồ khi chúng ta điều trị cho người bệnh? Thì tin vui là tất cả các thuốc đều hiệu quả và tỷ lệ SVR đều trên 95% đối với tất cả các thuốc trong tất cả các nghiên cứu và thực tế lâm sàng. Về độ an toàn và dung nạp thuốc thì tuyệt vời. Và với hầu hết các người bệnh thì khi bác sĩ lựa chọn bất kỳ một phác đồ nào cho bệnh nhân thì cũng đều ổn. Vậy khi các anh chị đã chọn phác đồ cho người bệnh rồi thì các anh chị cần phải làm gì trước khi chọn phác đồ cho người bệnh? Đầu tiên chúng ta phải ghi nhớ là chúng ta sẽ đánh giá sơ hóa gan. Và đánh giá sơ hóa gan là cần thiết ở tất cả các bệnh nhân. Vì sơ gan sẽ làm tăng tính cấp thiết của việc điều trị, ảnh hưởng đến việc lựa chọn phác đồ điều trị, thời gian và việc sử dụng rivaroxaban. Và nếu như người bệnh có sơ gan thì chúng ta cần phải khai thác xem người bệnh có dấu hiệu mất bù hay không. Kể cả là bệnh nhân đã trong quá khứ đã từng có dấu hiệu mất bù và hiện tại là bệnh nhân không còn mất bù nữa. Và đối với người bệnh sơ gan thì sau khi điều trị khỏi, tức là người bệnh đã đạt SVR rồi,
thì chúng ta vẫn cần phải theo dõi sau điều trị cho người bệnh. Vậy thì cách đánh giá sơ hóa gan thì cách làm như thế nào? Thì chúng ta có thể sử dụng bằng phương pháp đo độ hợp tám hồi thoáng qua. Nếu như người bệnh mà sơ gan thì bằng máy đo độ đàn hồi thoáng qua, tức là palm scan ấy, thì trên 12,5 thì được coi là sơ gan. Trong khi độ V1B thì trên 11 đã được coi là sơ gan rồi. Thế còn xuất hiện nốt hen thì nếu chúng ta sử dụng 2VF thì 0,75 thì đồng nghĩa với sơ gan. Thế còn chúng ta có thể sử dụng ASCII hoặc FIP 4 thì rất thuận tiện và dễ dàng thực hiện và có giá trị tiêu nhắn âm tính rất là tốt. Nếu như người bệnh có phát hiện này thì có thể loại trừ được sơ gan. Về siêu âm thì chúng ta cần phải làm ở tất cả các bệnh nhân để chúng ta loại trừ ung thư gan trước điều trị. Tuy nhiên thì qua siêu âm thì chúng ta khó mà có thể đánh giá được người bệnh có sơ gan hay không, trừ khi là người bệnh có sơ gan mất bù rồi. Và xin tiếp theo thì chúng ta hiếm khi làm, bởi vì đây là xét nghiệm khá là phức tạp, đôi khi là những thủ thuật xâm lấn, đôi khi là chúng ta cũng ngại làm đối với bệnh nhân. Những người bệnh nếu người bệnh có sơ gan thì chúng ta cần loại trừ người bệnh hiện tại là có mất bù hay không, và chúng ta cũng cần phải hỏi xem trong quá khứ người bệnh có từng mất bù hay không, bởi vì việc sơ gan sẽ ảnh hưởng đến lựa chọn phác đồ điều trị. Khi người bệnh có sơ gan, đặc biệt là sơ gan mất bù, thì chúng ta sẽ không được lựa chọn phác đồ có chứa ức chế protease, và chúng ta trong phác đồ điều trị thì chúng ta nên thêm ribavirin. Và người bệnh có sơ gan rồi thì sẽ ảnh hưởng đến sự an toàn. Chúng ta cần phải cảnh báo cho người bệnh và theo dõi sát người bệnh kể cả đã điều trị rồi. Vì vậy nếu như chúng ta tính điểm chai phút mà trên 5 thì chúng ta cần thận trọng trước người bệnh. Còn nếu chúng ta tính điểm meo thì trên 18 thì chúng ta rất cần thận trọng lưu ý đối với người bệnh. Vậy điểm quan trọng trong sơ gan mất bù là gì? Thứ nhất là mình nghĩ mình có thể thêm ribavirin trong phác đồ điều trị cho người bệnh. Thực ra ribavirin có vẻ như có ích trong điều trị người bệnh sơ gan mất bù, bởi vì nó giảm thời gian điều trị cho người bệnh. Và nếu như người bệnh mà có điểm meo trên 18 hoặc nguy cơ phân loại cho thuốc C thì nguy cơ điều trị lớn hơn cái nguy cơ khi mà điều trị sẽ lớn hơn là lợi ích, vì vậy chúng ta cần cân nhắc trì hoãn điều trị cho tới sau khi ghép gan. Và chúng ta đối với người bệnh sơ gan mất bù thì chúng ta cần thận và tình trạng người bệnh xấu đi bất cứ lúc nào, đảm bảo người bệnh ý thức được nguy cơ rủi ro. Và đối với người bệnh sơ gan mất bù thì cần điều trị tại chuyên khoa tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương và theo dõi sát người bệnh. Và tất cả các thuốc đều có thể đạt độc tính đối với người bệnh sơ gan mất bù, đặc biệt là các nhóm thuốc ức chế protease là chống chỉ định. Ngay cả sofosbuvir, ledipavir hay là sofosbuvir có thể gây tổn thương gan nếu như người bệnh thuộc nhóm sơ gan mất bù. Vậy vấn đề khi mà trước khi điều trị chúng ta phải quan tâm đến đánh giá sơ gan rồi, nhưng còn điều gì mà chúng ta có thể bỏ qua không cần quan tâm, đấy là chính là việc định tiết và sắp tiết. Việc định tiết và sắp tiết liệu thực sự có cần thiết đối với bệnh người bệnh Vô đơn gọi. Hiện tại các điều trị viêm gan C thì đều dựa trên khi mà chúng ta lựa chọn thì chúng ta sẽ dựa vào tuổi của bệnh nhân, chúng ta dựa vào kiểu gen virus để chọn phác đồ theo kiểu gen, phác đồ cho tất cả các kiểu gen. Cho tao một cái thôi. Em bé đi chụp phổi như thế có gan hay không? Thì việc xuất hiện kiểu gen có cần thiết hay không? Thì đây là một hành động chúng ta cần phải cân nhắc, và đây là hành động rất là tinh tế. Việc làm kiểu gen có thể giúp cho người bệnh tối đa hóa đạt SGA ở từng cá thể người bệnh. Kiểu gen có thể hữu ích và cần thiết nếu như có sơ gan, đặc biệt là sơ gan tuyến 3. Tuy nhiên đối với trong cộng đồng chung ấy, thì việc có thể làm cho người bệnh thêm chi phí chậm trễ và phức tạp. Chính vì thế mà hiện tại kiểu gen chúng ta chỉ nên làm cho những trường hợp mà người bệnh sơ gan đã từng điều trị và bị thất bại. Vậy nguyên tắc chung khi điều trị DA là gì? Đối với kiểu gen 1, 4, 5 và 6 thì điều trị cùng phác đồ tương tự, kiểu gen 2 thì dễ dàng điều trị, kiểu gen 3 thì khó điều trị. Và nếu có sơ gan thì thời gian chúng ta cần phải kéo thời gian điều trị kéo dài hơn là 24 tuần. Hoặc nếu như chúng ta không muốn kéo dài 24 tuần thì chúng ta cần phải cho người bệnh sơ gan có phác đồ kết hợp với ribavirin. Thì khi kết hợp với ribavirin thì
tỷ lệ đáp ứng SVR sẽ cao hơn và thời gian điều trị ngắn hơn. Tuy nhiên, nguy cơ bị biến chứng sẽ cao hơn và cần theo dõi suốt trong quá trình điều trị, bởi vì một trong những cái tác dụng phụ của ribavirin khá là nghiêm trọng đấy là thiếu máu. Và nguy cơ, và nếu như người bệnh có xơ gan thì sau khi điều trị khỏi rồi thì ông ơi, ông ra hoàn lấy thuốc về uống đi. Cái tên này ổn định đấy đó. Đây là mưu đồ để tiếp cận điều trị của tổ chức thế giới năm 2018. Thì các anh chị sẽ thấy rằng sau khi sàng lọc người bệnh xong có anh HCV dương tính thì chúng ta sẽ xét nghiệm HCV RNA. Nếu HCV RNA dương tính thì chúng ta sẽ xem người bệnh bao nhiêu tuổi. Nếu trên 18 tuổi thì chúng ta sẽ sử dụng phác đồ cho tất cả các kiểu gen. Còn nếu người bệnh thuộc nhóm trẻ em từ 12 đến 17 tuổi thì chúng ta sẽ phải định tiếp và chúng ta lựa chọn cái phác đồ theo thời gian cho trẻ em. Thế còn trường hợp mà HCV RNA âm tính thì người bệnh không cần điều trị. Thế đối với đây là lưu đồ tiếp cận điều trị ở người lớn. Đấy là những trường hợp mà có anti HCV dương tính, HCV RNA dương tính và tuổi trên 18. Thì trước khi điều trị chúng ta sẽ đánh giá sơ gan và chúng ta phân loại xem người bệnh sơ gan hay không sơ gan. Dù người bệnh sơ gan hay không sơ gan thì chúng ta đều sử dụng phác đồ cho tất cả các kiểu gen, chỉ có thời gian là hơi khác nhau một chút. Ví dụ như đối với trường hợp không sơ gan thì chúng ta sử dụng sofosbuvir cộng với cả dacarbazine chỉ 12 tuần thôi. Nhưng đối với bệnh nhân sơ gan thì chúng ta sử dụng sofosbuvir cộng dacarbazine là 24 tuần. Chỉ có duy nhất là sofosbuvir cộng velpatavir thì điều trị 12 tuần đối với cả trường hợp không sơ gan và sơ gan. Như vậy tóm tắt điều trị, người nhiễm viêm gan C không có sơ gan thì chúng ta sẽ sử dụng phác đồ. Thứ nhất là glecsabrevir virenpatavir có thể dùng 8 tuần, đây là phác đồ ngắn nhất. Thứ hai là sofosbuvir cộng dacarbazine 12 tuần, hoặc chúng ta có thể dùng phác đồ sofosbuvir cộng velpatavir 12 tuần. Thế còn đối với người bệnh nhiễm viêm gan C mà có sơ gan thì thời gian điều trị sẽ dài hơn. Chúng ta sẽ sử dụng glecsabrevir virenpatavir là 12 tuần. Thế còn phác đồ sofosbuvir cộng dacarbazine thì là 24 tuần. Và sofosbuvir cộng với velpatavir thì chúng ta chỉ sử dụng 42 tuần ở bệnh nhân sơ gan, HCV có sơ gan thôi. Đây là lưu đồ để điều trị ở trẻ em và vị thành niên. Đối với trẻ em mà từ 12 đến 17 tuổi, cân nặng trên 35 kg, xin lỗi, có xét nghiệm anti-HCV dương tính và đến tải lượng virus dương tính thì chúng ta cần phải định tiếp trước khi điều trị. Nếu như trẻ em đấy mà có kiểu gen là bị nhiễm HCV kiểu gen 1, 4, 5 và 6 thì chúng ta sẽ sử dụng sofosbuvir cộng ledipatavir là 12 tuần. Còn nếu chúng ta sử dụng em bé bị nhiễm HCV genotype 3 thì chúng ta sẽ sử dụng sofosbuvir cộng ribavirin là 24 tuần. Thế còn nếu như người bệnh mà bị nhiễm HCV genotype 2 thì chúng ta sử dụng sofosbuvir cộng ribavirin là 12 tuần. Đây là bảng để tổng hợp điều trị ở trẻ em và vị thành niên. Thì các anh chị chỉ cần
mất tiếng luôn rồi các bạn. Nếu sơ gan thì tỷ lệ SPA sẽ từ 80 đến 90%. Về theo dõi điều trị viêm gan C mãn tính thì chúng ta cần phải đánh giá xem người bệnh có khỏi bệnh hay không, chính là bằng SPA 12. Có nghĩa ở tuần thứ 12 sau khi kết thúc điều trị, sau khi ngưng điều trị xong, 12 tuần sau chúng ta kiểm tra lại virus cho người bệnh. Chúng ta có thể làm định lượng hoặc định tính cũng được, nếu như âm tính thì coi như người bệnh khỏi bệnh. Và chúng ta cũng cần phải tầm soát ung thư tế bào gan cho người bệnh, đặc biệt là ở những bệnh sơ nhân đã có sơ gan. Và chúng ta tầm soát ung thư gan mỗi 6 tháng một lần bằng siêu âm hoặc là xét nghiệm alpha FE. Vấn đề theo dõi điều trị viêm gan C thì trong khi điều trị thì chúng ta phải theo dõi tất cả các bệnh nhân. Chúng ta phải theo dõi khả năng tuân thủ thuốc, độc tính của thuốc. Rồi chúng ta phải xét nghiệm hemoglobin, số lượng tiểu cầu, bạch cầu. Đối với những phác đồ mà chúng ta có sử dụng interferon và ribavirin. Và chúng ta phải xét nghiệm chức năng gan, đặc biệt nếu như người bệnh có sơ gan. Và chúng ta đặc biệt phải xét nghiệm chức năng thận cho người bệnh. 12 tuần sau khi hoàn thành điều trị thì chúng ta cũng phải theo dõi cho tất cả các bệnh nhân bằng xét nghiệm HCV-RNA, tức là chúng ta đếm virus 12 tuần sau khi hoàn thành điều trị. Thế còn theo dõi sau điều trị mà sau khi người bệnh đã khỏi bệnh thì chúng ta, những đối tượng nào chúng ta sẽ theo dõi, đấy là những người bệnh sơ gan. Còn những người bệnh không sơ gan thì chúng ta có thể không cần theo dõi sau điều trị cũng được. Thì chúng ta sẽ theo dõi sau điều trị thì chúng ta sẽ tầm soát ung thư gan và chúng ta xem người bệnh có tăng áp lực tĩnh mạch cửa hay không. Thế thì đây là cái bảng của Tổ chức Y tế Thế giới hướng dẫn các anh chị theo dõi trong quá trình điều trị. Nhìn bảng này các anh chị sẽ thấy rằng là cái thời điểm xét nghiệm của anh chị được rút ngắn rất là rõ ràng. Ví dụ như đối với cả phác đồ mà chỉ có sử dụng DAA thôi thì các anh chị sẽ thử xét nghiệm công thức máu chức năng gan thận ở hai thời điểm, là tại thời điểm trước khi điều trị và thời điểm 12 tuần sau khi dừng điều trị. Thế còn nếu như các anh chị sử dụng phác đồ DAA cộng ribavirin thì các anh chị sẽ xét nghiệm tại ba thời điểm, là thời điểm trước điều trị, thời điểm ở 4 tuần sau khi điều trị và thời điểm 12 tuần sau khi ngưng điều trị. Phần tóm lại thì đối với cả viêm gan C thì quản lý và điều trị viêm gan C bây giờ thì đơn giản hơn rất nhiều, và chúng ta hoàn toàn có thể điều trị viêm gan C ở tuyến xã, tuyến huyện cũng được, nếu như chúng ta có đủ thuốc và chúng ta có các xét nghiệm cơ bản để có thể theo dõi cho người bệnh. Thế còn đến tài liệu virus thì chúng ta có thể gửi lên tuyến trên, sau đó sau khi điều trị xong thì chúng ta lại chuyển người bệnh lên để đến tài liệu virus, bởi vì tài liệu virus chỉ cần làm có hai thời điểm, là thời điểm trước điều trị và một thời điểm nữa là thời điểm sau 12 tuần sau khi ngưng điều trị. Như vậy việc điều trị viêm gan C bây giờ rất là đơn giản. Như vậy trong tay các anh chị, đặc biệt là tuyến huyện hoặc tuyến xã, các anh chị chỉ cần có xét nghiệm công thức máu, sinh hóa máu, các xét nghiệm để đánh giá chức năng gan cho người bệnh. Và chúng ta cần phải nhớ rằng là chúng ta cần đánh giá giai đoạn sơ hóa trước điều trị, loại trừ người bệnh có đồng nhiễm viêm gan B, HIV,
Và điều quan trọng là chúng ta chú ý tương tác thuốc, đặc biệt đối với những người bệnh có bệnh nền, sử dụng các thuốc như thuốc dạ dày hay thuốc tim mạch. Chúng ta sẽ xét nghiệm thử gen cho những người bệnh xơ gan hoặc những người bệnh đã từng điều trị, hoặc đối với những đối tượng trẻ em dưới 17 tuổi và trên 12 tuổi. Và bây giờ thì xu hướng chung của thế giới là chúng ta sẽ lựa chọn phác đồ cho tất cả các kiểu gen. Chúng ta cần theo dõi và giám sát ung thư gan cho những người bệnh xơ gan sau khi người bệnh đã chữa khỏi bệnh, tức là người bệnh đã đạt FDA. Và một điều nữa mà như giáo sư Tính vừa mới nói là chúng ta cần phải chú ý nhiễm HCV mới ở những người bệnh có nguy cơ, đặc biệt những đối tượng tiêm xích. Là sau khi điều trị xong người bệnh có thể bị lại do người bệnh vẫn có nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh. Trình bày của tôi đến đây là hết ạ. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả các quý đồng nghiệp. Dạ vâng ạ. Em xin chân thành cảm ơn bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền với phần trình bày rất là hay về cập nhật điều trị viêm gan CVC tại Việt Nam vào năm 2020 ạ. Và trước khi bắt đầu phần thảo luận thì em xin phép thầy Kính được giới thiệu đôi nét về hãng dược phẩm Milan ạ. Dạ vâng. Thưa các anh chị, thì cái tên của tập đoàn dược phẩm Milan đối với khá nhiều bác sĩ cũng không còn xa lạ nữa. Thì Milan là một trong những cái tập đoàn dược phẩm hàng đầu trên thế giới về sản xuất các thuốc generic và đặc biệt là các thuốc trong chuyên ngành truyền nhiễm với công nghệ khác biệt với dây chuyền sản xuất toàn cầu, cũng như là các danh mục sản phẩm rất là phong phú và đa dạng. Thì hiện nay Milan đang có 47 cơ sở sản xuất trên toàn thế giới, trong đó có 10 cơ sở sản xuất tại Mỹ, 12 cơ sở sản xuất tại châu Âu và 21 cơ sở sản xuất tại Ấn Độ. Ngoài ra, tập đoàn Milan cũng có các nhà máy tại Nhật Bản, Úc và Nam Phi với danh mục sản phẩm có khoảng hàng trăm sản phẩm đang lưu hành trên thị trường và hàng nghìn sản phẩm đang chờ được cấp phép lưu hành trên thị trường. Và hiện nay cái lĩnh vực điều trị mà Milan đang là thế mạnh của Milan đó là các cái thuốc trong chuyên ngành truyền nhiễm. Và ở trên đây là một nghe số mày, nghe nhỏ lắm nghe phải nghe qua này dạ vâng, một số con số rất là ý nghĩa. Các anh chị có thể thấy nhá, ví dụ như là hiện tại là đang có 40% bệnh nhân HIV trên thế giới đang sử dụng các thuốc ARV của Milan, và có khoảng trên 60% trẻ em trên thế giới có HIV dương tính thì đang sử dụng các thuốc điều trị của Milan. Và ngoài ra, Milan là tập đoàn dược phẩm đầu tiên được chứng nhận về cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn về sơ tuyển của WHO, hay còn gọi là WHO pre-qualification, cho sản phẩm Baclatasvir trong điều trị viêm gan CVC. Và hiện nay thì Milan cũng là đối tác toàn cầu của Liên minh phòng chống lao toàn cầu TB Alliance trong việc cung cấp sản phẩm Pretonamid như là một phần của phác đồ phối hợp hai thuốc trong điều trị lao siêu kháng thuốc, và giúp tăng cường tiếp cận các cái phương pháp điều trị mới tại các nước có thu nhập thấp. Và hiện tại Milan cũng đang có liên kết với trên 60 tổ chức trên thế giới trong lĩnh vực hoạt động về y tế công cộng. Và phương châm của Milan ngành hàng viêm gan đó là tăng cường nhận thức, tăng cường nâng cao chẩn đoán xét nghiệm, và ngoài ra thì cũng củng cố về cái hiệu quả điều trị cho bệnh nhân. Và Milan đã vẫn tiếp tục là đối tác của tập đoàn dược phẩm Gilead đến từ Mỹ trong việc nâng cao tiếp cận đối với các phương pháp điều trị viêm gan virus. Và hiện tại thì nhà máy của Milan được đầu tư công nghệ hiện đại bậc nhất trong việc sản xuất các dòng thuốc mà cũng đã được các tổ chức hiệp hội dược phẩm hàng đầu trên thế giới công nhận về chất lượng, ví dụ như là FDA Hoa Kỳ hay là cơ quan quản lý dược phẩm của Anh cũng như là Thụy Sĩ và các nước khác. Và ở Việt Nam thì Milan cũng tự hào là đơn vị đầu tiên đưa đến các cái thuốc điều trị viêm gan virus cho Việt Nam. Ví dụ như các sản phẩm khá là quen thuộc với các anh chị như là sản phẩm Ledvia, MyHep, MyDecla, MyVelpa tại thị trường Việt Nam ạ. Và cũng đã có mặt trên thị trường Việt Nam được khoảng 5 năm.
và không chỉ đầu tư vào việc sản xuất và phân phối các sản phẩm với chất lượng hàng đầu trên thế giới thì hiện tại tập đoàn Milan cũng không ngừng củng cố được cập nhật các cái kiến thức khoa học nhằm nâng cao nhận thức cũng như là hết buổi báo cáo điều trị viêm gan virus. Và Milan cũng tự hào có như sau báo cáo xong vấn quảng cáo bao gồm thảo luận tất cả các cái chuyên gia y tế hàng đầu, trong đó có Việt Nam, và nhằm hợp tác và liên kết với tổ chức gan mật Hoa Kỳ cũng như là hiệp hội gan mật châu Âu để nhằm nâng cao nhận thức cũng như là khả năng tầm soát và quản lý viêm gan siêu được C. Nhưng mà hỏi là ăn chưa C. Dạ, vừa rồi thì em cũng đã chị cũng không cần phải thử nhé, mà lần sau đi xem thì đừng có mẹ ăn. Cũng rất mong nhận được sự đồng hành và ủng hộ tiếp tục của các bác sĩ cho các dòng sản phẩm của sản phẩm Milan trên thị trường Việt Nam ạ. Dạ, em xin chân thành cảm ơn ạ. Tiếp theo thì em xin kính mời giáo sư Nguyễn Văn Kính sẽ chủ trì phần thảo luận ạ. Vâng, xin chào tất cả các anh chị các đầu cầu. Như vậy là chúng ta đã nghe hai cái bài trình bày tóm tắt được cập nhật về cái thực trạng nhiễm sắc CV tại Việt Nam cũng như là cái hướng dẫn cập nhật về khám và điều trị. Thế là chúng ta cũng đã nghe một số những cái giới thiệu về thuốc của Nidavellir, trong đó đặc biệt là cái thuốc Dapagliflozin, cái rồi Sovot kết hợp với lại Venlafaxine. Đây thì là cái thuốc mà đang được lưu hành và đã được có cái số đăng ký ở Việt Nam để sử dụng. Đây này, muốn chat thì vào đây này. Chat này. Thì các anh chị có cùng chia sẻ, giơ tay phát biểu thì giơ vào đây. Các chuyên gia cũng như cả hãng sẽ cùng trao đổi với các anh chị. Con xin mời các đầu cầu ạ. Thưa thầy, em có một bác sĩ tên là bác sĩ Hải có đặt câu hỏi là tỷ lệ nhiễm virus B và C có đồng nhiễm thì có làm gia tăng ung thư không ạ? Thôi trả lời, nhiễm đồng nhiễm B và C có làm gia tăng B mạng tính và viêm gan C cấp mạng thì vấn đề điều trị có thuốc viêm gan B hay C hay điều trị cùng một lúc tỷ lệ nhiễm virus B và C có đồng nhiễm, có làm gia tăng ung thư hay không ạ? Trước hết thì phải nói rằng cả B và C đều là hai con virus có thể dẫn tới ung thư gan. Và những cái kết quả nghiên cứu được báo cáo tại ASN hoặc là ASN cũng như là của Alphazone thì đã có hẳn một cái chương gọi là đồng nhiễm viêm gan B và viêm gan C. Và kết quả các nghiên cứu thì người ta thấy rằng khi đồng nhiễm hai con virus viêm gan này cùng với nhau thì tỷ lệ ung thư cao hơn cái nhóm mà không bị đồng nhiễm. Thế còn việc điều trị viêm gan B và viêm gan C đồng nhiễm thì bởi vì cái điều trị của viêm gan C nó chỉ có 12 tuần thì chúng ta xem xét để chúng ta có thể cùng một lúc mà cái gan tất cả các thuốc đều phải tải qua gan cả, tức là để chuyển hóa. Cho nên là theo những kinh nghiệm của chúng tôi thì chúng tôi điều trị viêm gan C có 12 tuần và chúng ta co lại cái tải lượng. Thế còn viêm gan B có thể điều trị trì hoãn, đúng không? Và viêm gan B chúng ta biết là gần như là phải điều trị suốt đời, cho nên là chúng ta sẽ kết hợp như vậy thì cái việc điều trị sẽ mang lại hiệu quả nhiều hơn và chúng ta kết hợp song hành hai thuốc điều trị cả B và C cùng một lúc. Thưa thầy, có một câu hỏi tiếp theo là nếu như bệnh nhân viêm gan siêu vi C trên nền của lao phổi hoặc đái tháo đường hoặc suy thận thì phác đồ điều trị cần phải lưu ý như thế nào ạ? Bệnh nhân trên có bệnh nền là đái tháo đường, lao phổi, viêm gan C thì chữa như thế nào? Điều quan trọng ấy, chúng ta phải xác định cái bệnh nền là đái tháo đường thì bệnh nhân đã phải sử dụng thuốc để điều trị liên tục rồi, không ngày nào là bỏ cả. Cho nên về nguyên tắc là chúng ta vẫn phải cho thuốc đái tháo đường và viêm gan C. Thế còn những trường hợp bị lao phổi thì với cái thứ nhất nguy hiểm của bệnh lao là có nguy cơ lây nhiễm, đặc biệt là lây nhiễm cho những người tiếp xúc gần hay trong gia đình, cái này lây qua đường hô hấp. Cho nên là nguyên tắc là chúng ta phải điều trị lao trước. Thế thì nó mới giữ được cái thứ nhất là không làm cho cái tổn thương lao nó tiến triển, nó nguy hiểm cả về mặt dịch tễ, và thứ hai là
những trường hợp như vậy nếu lao tiến triển thì nó sẽ làm vỡ cái phổi ra và bệnh nhân sẽ có những biến chứng nguy hiểm của lao. Thì chúng ta nên ưu tiên điều trị lao trước và sau đó thì chúng ta có thể biết rằng lao thì cũng phải điều trị tấn công phải 6 tháng đúng không? Sau đó thì điều trị duy trì đúng không? Thì có thể tới 8 hoặc 9 tháng. Bây giờ những cái thuốc mới mới đây thì Milan cũng đã ra một cái thuốc mà điều trị với lao siêu kháng thuốc. Nên thì chúng ta ưu tiên dùng những cái thuốc mới như vậy sẽ có hiệu quả tốt hơn và sau đó thì chúng ta điều trị với lại viêm gan C. Tuy nhiên thì một số kinh nghiệm và những trường hợp mà chúng tôi áp dụng trong điều trị HIV có lao thì có viêm gan C thì rõ ràng chúng ta phải ưu tiên điều trị các bệnh cơ hội trước thì chúng ta có thể giải quyết được đấy, và sau đó thì chúng ta quay trở lại điều trị với thuốc khác sau. Riêng với này viêm gan C thì như tôi đã nói thời gian điều trị thì không phải là dài, trong có 12 tuần thôi, nhưng mà rõ ràng trên bệnh nhân lao thì sau khi bệnh nhân đã điều trị ở giai đoạn tấn công và bệnh nhân bắt đầu duy trì thì trong củng cố đấy, thì chúng ta bắt đầu có thể điều trị được với viêm gan C. Nhưng mà lưu ý là những cái thuốc điều trị như vậy thì chúng ta cần phải xem cái mức độ tương tác thuốc để cho và cái mức độ thanh thải của thận để chúng ta lựa chọn liều cho phù hợp. Cái xét nghiệm của Roche và của Abbott thì hiện nay đang có lưu hành trên thị trường Việt Nam. Nhân không có tiền sử cũng không có nguy cơ viêm gan C. Thế thì chúng ta làm thì một bên là dương tính yếu, một bên thì âm tính. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái cắt off, cái độ nhạy và độ đặc hiệu của cái test mà hãng đưa ra trên thị trường. Và rõ ràng những trường hợp này nếu như trong trường hợp của Roche dù có yếu thì chúng ta vẫn có thể đo được cái tải lượng virus. Và nếu như không đo được cái tải lượng, tức là tải lượng virus dưới ngưỡng và cái đó, thì những trường hợp ấy chúng ta cho rằng hai cái bối cảnh. Một là những trường hợp này có thể là bị viêm gan C cấp nhưng mà nó chưa có cái kháng thể đấy, thì chúng ta phải theo dõi tiếp ít nhất là sau 6 tháng và chúng ta làm lại. Thế còn nếu như trường hợp ấy thật sự là không hoàn toàn xác minh, không có nguy cơ gì và chúng ta đã làm đây được cả 6 tháng mà cũng âm tính nốt, đấy thì rõ ràng cái trường hợp ấy không phải bị viêm gan C. Cảm ơn câu trả lời của thầy tướng ạ. Câu hỏi tiếp theo ạ. Cho em xin hỏi nhiễm siêu vi B mạng tính thuật ngữ này hiện nay còn sử dụng hay không ạ? Nước ngoài thì nó chỉ có một cái từ là chronic hepatitis B, đúng không? Infection thôi. Ở Việt Nam thì có lúc thì dùng là mãn, có lúc thì dùng là mạn, đúng không? Thế thì cái chữ mãn ấy thì là coi như là sắp chấm hết, đúng không? Cho nên hiện nay thì là các chuyên gia về gan học của chúng ta thống nhất là viêm gan B mãn tính chứ không phải là mãn tính, thì cái từ này Việt Nam vẫn là dùng và đây chẳng qua là dịch từ chữ chronic ra mà thôi. Câu hỏi tiếp theo ạ, viêm gan C trên nền có thai 5 tháng, tăng men gan gấp 4 lần bình thường, có nên điều trị hay không ạ? Và cần theo dõi như thế nào tốt nhất cho men gan? Trong trường hợp này thì các cái hướng dẫn của y dân và A dần cũng như là alpha dần thì đều khuyến cáo là không nên điều trị mà chúng ta tiếp tục theo dõi cho đến khi bệnh nhân sinh con. Thì em bé cũng đạt đủ 18 tháng, mẹ thì có thể điều trị sớm hơn được, nhưng mà con thì chúng ta hiện nay những cái thuốc của BAA thì chưa có những cái bằng chứng về mức độ an toàn dùng cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em dưới 2 tuổi. Còn với người mẹ thì sau khi sinh thì chúng ta vẫn xem xét có thể là điều trị được cho bệnh nhân này. Tuy nhiên thì cả hai mẹ con với cái viêm gan C thì có thể trì hoãn được. Đấy, thì chúng ta có thể chờ đợi đến khi con được 18 tháng, xét nghiệm lại cả cho mẹ và cho con. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái quyết định điều trị phù hợp hơn. Một câu hỏi tiếp theo, sau 1 năm xét nghiệm lại tái phát thì nên lựa chọn điều trị tiếp theo như thế nào?
Sofosbuvir, Sofosbuvir, tức là nét kia đấy, đúng không? Tất cả vaccine thì phải nói rằng cái thuốc này trong cái hướng dẫn điều trị đấy thì những trường hợp đầu tiên ấy, người ta chỉ dùng có Sofosbuvir đơn thuần. Thế nhưng mà những trường hợp này đơn thuần thì cái nguy cơ mà tái phát cao, cho nên sau đó người ta phải kết hợp với ribavirin, đúng không? Tuy nhiên thì ngay cả kết hợp với ribavirin cũng không phải là đạt được hiệu quả FDA 100%, cho nên sẽ có những cái trường hợp mà có thể sau điều trị rồi bệnh nhân vẫn có thể tái trở lại, và phải xem lại xem là cái hành vi của cái bệnh nhân này có phải là nằm trong nhóm nguy cơ, ví dụ như là nghiện chất ma túy máu hay không. Bởi vì những trường hợp này mặc dù có thể điều trị ngắn hai tuần thấy dần dần là có đạt được cái FDA rồi, nhưng mà là máu và vẫn tiếp tục thực hiện những hành vi không an toàn, nhiễm máu thì chúng ta giải trừ trước. Còn sau đó thì chúng ta biết rằng ngoài nước kia và ribavirin thì chúng ta có thể dùng một loạt các cái thuốc DA mới và khác hẳn với các cái thuốc cũ thì chúng ta vẫn có thể điều trị cho bệnh nhân và mà nữa. Trường hợp này thì có thể dùng sofosbuvir kết hợp với venlafaxine, đúng không? Còn tiếp tục thì hai tuần nữa. Câu hỏi tiếp theo ạ, em xin hỏi bệnh nhân Zelovit 1 sau 3 tháng, sau 3 tháng điều trị mai delta và ribavirin xuất hiện lại ngại và bệnh nhân tuân thủ. Những cái trường hợp này đấy thì phải nói rằng bây giờ thuốc mới nhất của Milan đó là kết hợp sofosbuvir và venlafaxine, đúng không? Và cái thuốc này là thuốc mới cho nên là mình đã điều trị thất bại thì tôi không biết là trước đó đã dùng thuốc gì rồi. Còn nếu mà buộc một cái ngay lập tức mà chúng ta lại dùng ngay cái thuốc mới này đấy, thì rõ ràng có hai khả năng. Một là phải xem xét trong mức độ kháng thuốc thế nào. Vì vậy cho nên là trong cái phần tôi trình bày đấy, đấy là chúng ta vẫn phải xem xét về cái chemotype để xem là cái chemotype của bạn ấy đang bị bắt ấy là 3 hay là 4. Vì hai cái chuẩn cái chemotype này là cái mà điều trị khó khăn nhất và tỷ lệ đạt được SVR cũng thấp hơn nhiều so với cái chemotype 1 và chemotype 6. Và trong bối cảnh chúng ta phải xác định được cái chemotype như vậy thì chúng ta có thể lựa chọn thêm các cái thuốc mà có thể tác động tốt hơn đối với cái chemotype 3 hoặc 4. Tức là cái còn nếu như bạn xác định là cái này vẫn là 1 và 6 mà lại dùng số thuốc du nhiệt kết hợp với venlafaxine rồi và không ăn thua thì chúng ta phải dừng và chờ đợi để xem là những thuốc mới khác có ăn thua gì không, thế nào thì chúng ta mới có thể dùng được. Thế thì dạng bình thường này thì nên khuyên bạn nên làm cái chiêu thai cho bệnh nhân rằng nếu nó rơi vào chiêu thai 3 thì chúng ta lại phải đổi thuốc và có thể quay trở lại số thuốc du kết hợp với thuốc khác như venlafaxine hoặc là cái thuốc mà thuốc mới ví dụ như là số thuốc du và oxyfenafravir thì người ta đang thực hiện cái đó thì cũng đã dừng rồi thì có hiệu quả hơn. Hiện nay thì viêm gan C không có vaccine phòng bệnh. Biện pháp dự phòng tốt nhất là những trường hợp mà tiếp xúc gần với bệnh nhân viêm gan C mạn tiến triển ấy, như là ngay trong gia đình ấy, thì chúng ta biết rằng cái bệnh này là lây qua đường máu, đường tình dục và từ mẹ sang con. Thế thì phải chưa có thuốc vaccine dự phòng, cũng chả có thuốc điều trị dự phòng thì một là dương tính rồi thì chúng ta chữa để đạt được cái SVA, đúng không? Và thứ hai nữa là trong các cái tiếp xúc mà nếu mà gần thân cận như là vợ chồng thì vấn đề quan hệ tình dục an toàn, cái vấn đề là tiêm chích an toàn chúng ta phải đặt ra. Thế thì đấy là những cái biện pháp mà tránh cái đường lây, đúng không? Thế còn lại mà nếu như mà có dương tính tức là khẳng định là bị nhiễm thì chúng ta điều trị thôi. Riêng C mà thì không có điều trị dự phòng. Có thể
Hôm nay chúng ta sẽ tập trung vào viêm gan C, và sáng ngày mai thì chúng ta sẽ có cái lớp nào về viêm gan B. Đấy, thì chúng ta sẽ có cái thời gian tương tác với các bác sĩ lâm sàng nhiều hơn về viêm gan B. Còn viêm gan C thì chủ yếu hiện nay là cái điều rất vui mừng cho tất cả các thầy thuốc và các bệnh nhân là chúng ta đã có thuốc chữa, gọi là chữa khỏi được. À, thì trong thời gian rất ngắn, trong vòng 2 tuần thôi, từ những trường hợp mà tái phát hoặc là trọng cái tải lượng virus thì chúng ta có thể kết hợp với những cái ribavirin và các thuốc. Còn đây là cái mà rất là lợi hiện nay. Nhưng mà cái quan trọng nhất ấy là liên quan đến cái bảo hiểm. Bảo hiểm hiện nay thì chi trả cho DAA thì có 50%, nhưng mà thực tế là tối đa được 80% đến 50% chỉ được là 40% thật sự thôi. Cho nên là nhiều người thì mặc dù gọi là 40% nhưng mà vẫn không đạt được cái nguồn kinh phí để mà lo việc điều trị. Cho nên là rõ ràng chúng ta ước tính khoảng 1 triệu bệnh nhân viêm gan C tại Việt Nam mà hiện nay tiếp cận điều trị ấy, thì chưa được nổi 10%. Đó thì phải nói là đây là một cái thách thức rất lớn, và rõ ràng là đòi hỏi sự vào cuộc nhiều hơn nữa của cả cộng đồng xã hội cũng như là của bảo hiểm và kể cả anh dùng, làm sao cái giá thành của việc điều trị có thể giảm xuống thì là cái việc tiếp cận điều trị của bệnh nhân sẽ tốt hơn. À, trước đây thì chúng ta không có DAA thì chúng ta vẫn buộc phải dùng PEG thôi, nhưng mà PEG đã bỏ, tức là free khỏi cái phác đồ điều trị viêm gan C rồi. Đúng không ạ? Trừ Việt Nam thì chúng ta vẫn còn để là cái lựa chọn. Đấy, thì với những cái trường hợp mà bị làm phát thu kỳ đấy, thì trước đây là cái kết hợp giữa Razofrevir và Enbasvir thì không phải giảm liều. Tuy nhiên cái thuốc đó bây giờ hãng MSD đã rút khỏi thị trường Việt Nam rồi. Cho nên việc điều trị mà sử dụng, chúng ta không dùng anti-ferol nữa, tức là pepinephrine không dùng nữa, chúng ta dùng DA luôn. Nhưng mà nó lại thuộc vào cái lọc, mức lọc của cầu thận. Đấy, nếu mà trên 30 phút thì chúng ta điều trị như với mức lọc cầu thận bình thường. Và nếu như mức lọc cầu thận là dưới 30 lít trong phút và thực hiện là máu chu kỳ đấy, thì chúng ta sử dụng các cái DAA. Chúng ta có thể dùng glucocorticoid 100mg kết hợp với Ventaspasvir 4mg, chúng ta dùng trong 12 tuần cho tất cả các thể gen. Hoặc là chúng ta dùng Ventaspasvir 50mg kết hợp với Razofrevir như tôi đã nói rồi. Thì cái thuốc này hiện nay bị hút mất, cho nên là chúng ta chỉ dùng glucocorticoid kết hợp với lại Ventaspasvir thôi. Vấn đề hiện nay đấy thì kể cả những cái hướng dẫn và theo dõi của Hiệp hội Gan Mật Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ cũng như là hướng dẫn của Bộ Y tế thì đang update. Thì chúng tôi thấy rằng những cái trường hợp của viêm gan C kháng thuốc với những cái thuốc mới mà đầu tiên kinh nghiệm rút ra từ Dolutegravir thì trong một năm thì cái tỷ lệ SVR không đạt được. Thì mục tiêu của chúng ta là sẽ phải đạt điều trị bằng thuốc bất luận thuốc gì, nhưng mà nó phải đạt được cái SVR thứ hai, đúng không? Thì cái đáp ứng bền vững như vậy thì mới coi là phải được. Thế thì hiện nay thì chúng ta biết rằng tất cả các loại thuốc mặc dù là cái tỷ lệ khỏi khá cao, nhưng mà không phải là thuốc nào cũng dẫn đến khỏi được 100%. Cho nên là rõ ràng thế giới vẫn phải đương đầu với việc mà viêm gan C kháng thuốc, đúng không? Tuy nhiên đến giờ phút này thì việc điều trị viêm gan C kháng thuốc này thì tỷ lệ kháng thuốc còn rất là thấp, cho nên là chúng ta lại có nhiều lựa chọn. Đấy, và đặc biệt như tôi đã nói đấy, muốn điều trị được cái kháng thuốc đấy thì chúng ta phải làm được cái genotype của virus viêm gan C, và như vậy thì tương ứng với từng genotype một chúng ta sẽ lựa chọn những cái DAA phù hợp nhất. Thế còn với hiện nay nhiều nơi không đo được, không làm được cái genotype thì chúng ta vẫn theo cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, chúng ta dùng gọi là phân genotype, nghĩa là tất cả một thuốc cho tất cả các cái loại gen khác nhau. Đấy, thì các genotype như vậy thì rõ ràng việc tác dụng của thuốc cho rất nhiều loại như vậy thì đương nhiên cái tỷ lệ kháng nó sẽ cao hơn ở genotype này hoặc là genotype khác. Cho nên trong những trường hợp ấy bắt buộc chúng ta phải làm genotype và phải lựa chọn cái thuốc phù hợp nhất để chúng ta điều trị cho genotype đó. Cái này tôi đã trả lời ở câu phía trước rồi, trước hết phải chữa lao trước.
để cho chúng ta đạt được cái mà ức chế được vi khuẩn lao. Thế còn nếu mà chúng ta phải bỏ lao mà lại không điều trị lao nữa thì cái này là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì thật sự mà nói thì những trường hợp này bệnh nhân nằm viện điều trị nội trú vẫn có thể theo dõi được, đúng không? Thế còn nếu mà sang điều trị viêm gan C mà bệnh nhân không có những cái bệnh lý gì đặc biệt thì hầu như là chúng ta điều trị nội trú thôi. Bệnh nhân chỉ đến khám xét nghiệm và sau đó thì lấy thuốc điều trị và theo dõi trong thủ âm 12 tuần, tức là 3 tháng, đúng không? Nhưng mà lao thì rõ ràng là phải điều trị lâu hơn rất nhiều. Vậy thì cái trường hợp mới được 1 tháng thì chúng ta vẫn tiếp tục phải điều trị lao, bởi vì cái viêm gan C này hoàn toàn có thể trì hoãn được, chứ không phải là bắt buộc phải điều trị cấp cứu. Thì chúng ta nên tập trung vào cái đó. Về nguyên tắc ấy, khi chúng ta đã diệt được C thì cái tiến triển của sơ gan sẽ bị hạn chế, nó sẽ không tiến triển dừng hẳn lại hoặc là tiến triển chậm hơn. Rõ ràng thì về mặt mô bệnh học thì người ta thấy rằng những trường hợp điều trị mà đạt được SVA 12 đấy thì cái mức độ sơ hóa của bệnh nhân sẽ giảm đi rất nhiều, cho nên là vẫn phải theo dõi bằng fibroscan, bởi vì một là nó dừng lại, nó không tiến triển hết. Còn nếu như thoái chuyển thì lấy là điều mừng cho bệnh nhân, có thể một số trường hợp nó sẽ chuyển dần trở lại, đang từ ăn ba sẽ xuống thành ăn hai, đúng không? Nhưng mà cái đó thì phần nhiều như kinh nghiệm hoặc là những cái báo cáo ở các cái hội nghị khoa học văn vật quốc tế lớn ấy thì người ta thấy rằng nó dừng lại, thì đấy nó là điều mừng cho bệnh nhân rồi. Thế còn hy vọng là nó sẽ tiến triển tốt hơn cho bệnh nhân về mức độ sơ thì cần phải có thời gian theo dõi, và rõ ràng là cứ định kỳ 3 tháng một lần chúng ta lại phải làm lại cái fibroscan cho bệnh nhân để xem xét thế nào. Thế còn viện điều trị như vậy thì khá ổn cho bệnh nhân. Thưa, thuốc mà kết hợp giữa Razofibia và Embaxvir đã từng có thời có mặt trên thị trường Việt Nam, và đây là sản phẩm của hãng MSD đã được cấp số đăng ký và visa. Nhưng mà rất tiếc là sau 1 năm hãng bán được ở Việt Nam thì được có 10 liều thôi, cho nên là người ta không duy trì được cái thuốc đó trên thị trường Việt Nam, cho nên hãng đã rút cái thuốc đó khỏi thị trường. Mình là đi đẩy màu thì chúng ta cũng chưa có mặt tại thị trường Việt Nam, đang chờ các hãng làm được cái thuốc được để chúng ta đưa cái thuốc vào có visa vào thì cả lấy bệnh nha, được mới có dùng được. Nếu có điều kiện thì làm ngay từ đầu càng tốt, đúng không ạ? Để chúng ta có thể định hình được ngay là chinotai nào mà chúng ta có thể dùng thuốc tốt nhất cho họ. Nhưng mà tiếc rằng là cái chinotai đo cái xét nghiệm cái chinotai này thì mới chỉ có một số cơ sở y tế có thể làm được thôi, chứ còn không phải là phổ biến, phổ cập. Và vì vậy nếu như bệnh nhân có điều kiện thì chúng ta làm chinotai trước khi điều trị. Chị bác có thêm câu hỏi nào cho thầy Tính cùng bác sĩ Hiền không ạ? Đang giờ này thì bắt đầu mọi người hypoglycemia rồi, cho nên là gần đầu đồng ý thôi. Thấy không? Vâng, nếu như các anh chị em, các bạn đồng nghiệp ở các đầu cầu thấy đã thỏa mãn với cái phần trao đổi kinh nghiệm chuyên môn thì rất cảm ơn. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ có nhiều buổi để chúng ta họp thảo luận ở trên cái Zoom webinar như thế này, và Hội Chẩn đoán Việt Nam cũng như là Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cái hãng dược
để chúng ta có thể cung cấp cho tất cả các quý đồng nghiệp những cái thông tin mới nhất về các thuốc mới nhất cũng như là những cái phác đồ cập nhật hiện nay mà thế giới đang áp dụng để điều trị cho viêm gan C. Và hy vọng rằng buổi ngày hôm nay thì chúng ta cũng sau một thời gian vắng bóng do Covid thì chúng ta lại quay trở lại vấn đề thời sự mà nó vẫn còn nhức nhối, bởi vì cái số người mắc và những hậu quả của nó thì vẫn còn cao hơn nhiều so với lại Covid hiện nay. Đúng là mặc dù Covid thì gây ra sự sợ hãi, hoang mang và tác động đến kinh tế rất lớn, nhưng mà viêm gan C thì lại tác động đến từng cá nhân một của bệnh nhân. Cho nên cái việc mà cùng nhau để chúng ta tiến tới một cái điều trị mà ít nhất Việt Nam 1 triệu thì chúng ta cũng phải đạt được cái con số 90%, đó là một cái thành công rất lớn và cái giảm hẳn một cái viêm gan B, viêm gan C ở Việt Nam. Đấy thì có lẽ tôi phòng ban tổ chức sẽ kết thúc cái webinar của sáng hôm nay tại đây. Xin cảm ơn sự tham gia của rất là nhiệt tình của tất cả các bạn đồng nghiệp ở tất cả các đầu cầu. Đấy, và xin chúc cho tất cả các bạn đồng nghiệp luôn luôn mạnh khỏe, bình an và chúng ta ngày càng đóng góp nhiều công sức cho công tác điều trị cũng như là dần tiến tới thanh toán viêm gan C tại Việt Nam cũng như là trên phạm vi toàn cầu. Xin một lần nữa chúc sức khỏe và hẹn gặp lại. Xin cảm ơn. Chúng tôi kết thúc các bạn tại đây.